Trời ơi, nhìn thấy tôi là lăn cành ra dạng banh ra thế này hả? Hả? Ủa tôi có gái cho đâu mà lại lại tôi chưa có gái cho đâu mà lại lại nằm ngửa ra banh ra thế này, banh càng ra thế này hả? Tôi có gái cho đâu? Ừ. Tôi có gái cho đâu? Tay đang cầm đồ. Quá trời đồ luôn nè. Cứ nhìn thấy tôi là đòi gái là sao hả? Thích âu yếm, thích nhõng nhẽo á, không phải ngứa gì đâu mà tại vì thích nhõng nhẽo. Ui trời ơi, sướng quá nhỉ. Bữa nào về nhà mẹ đi, mẹ tắm cho nha. Chưa, chả cả năm không ở đây không chịu tắm, mẹ toàn mặc áo dài mới váy đầm ở đây làm sao mà tắm được, với lại phải về về nhà mới tắm được chứ còn ở đây là không tắm được. Trời ơi, cả năm bà ấy không tắm này, hơn một năm rồi bà ấy không tắm mà không bị ghẻ, không 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 bị dẹp gì hết à. Còn hai con hoa hậu ớ hậu ở nhà thì tắm tuần nào tắm một lần thơm phức mà vẫn cứ bị ghẻ, thỉnh thoảng vẫn bị ghẻ. Úi giời ơi, sướng á. Úi giời ơi, lại cần sướng nha, sướng nha, sướng sướng chứ, sướng chứ, sướng chứ. Thôi tôi vào tôi đi làm đây, bận muộn rồi rồi. Thôi được rồi, 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 được rồi. Thôi dậy đi, dậy đi. Thôi được rồi. Sướng quá, úi giời, sướng quá. Được gái sướng lắm. Thích được quan tâm, thích được âu yếm. À, có mỗi mình mẹ. Mỗi mình mẹ nói chuyện mới chơi với em thôi chứ còn đâu có ai thèm để ý đến. Chó của cơ quan mà, chó của công sở mà. Giang ơi, Giang ơi, Giang. Ô đây hả? Ôi trời ơi, nay ngủ say thế mẹ gọi máng lên mình biết à? Ô ngủ say thế? Sao nay ngủ say thế? Hả? Hả? Nay ngủ say nhỉ? Cười cái kia, cười cái kia, mẹ lên cho con ăn này. Đấy, ngày lễ, 5 ngày lễ mẹ mà không cho lên ăn, lên cho ăn thì là chết đói. Mẹ mang cơm cho con này. Nè, 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 cơm thịt nè, cơm thịt, cơm cá nè. Ôi trời ơi, ngon quá mẹ ơi. Ôi lại cắt đi à, lại cắt đi, lại công đi vào nhà đó, lại công đi vào trong á. Rồi, về rồi, rồi, cắt ra rồi. Giang ơi, Giang ơi, Giang ơi. Ôi lại còn lăn ảnh ra nữa chứ trời ơi. Ủa, tôi có gái cho đâu mà lại lăn cành ra. Ôi rồi ôi, banh ra như thế này à, tôi có gái cho đâu. Một tay thì cầm được bịch nè, một tay thì cầm quay, làm gì có tay gái. Ôi rồi, phải gái à. Thôi rồi, để cởi giày ra nha. Rồi cởi giày ra nào. Ui rồi ôi, lúc nào cũng nhõng nhẽo, lúc nào cũng đòi gái. Ôi, sướng quá, sướng quá mẹ ơi, sướng quá mẹ ơi. Mát xa, mát xa, mát xa, mát xa, mát xa. Ở chứ không không trông ngóng ăn hả? À, sáng ra mẹ đi ăn bún riêu, mẹ lại xin một bứt xương đậu đậu hũ này, huyết này, thịt này, đó ngon ghê không? Đấy, dậy ăn đi. Vẫn gái à? Vẫn đòi gái à? Có thích gái hơn ăn à? Nhõng nhẽo thế. Là ra đây mẹ cho ăn đi. Nhanh đi, về mẹ còn đi làm. Nha, nha. Thôi được rồi, được rồi, được rồi, được rồi nhé. Sướng quá đấy. Nào cười cái, cười cái, cười cái cho mẹ xem. Giang ơi, Giang ơi, Giang ơi, cười cái này, cười lên nè, cười lên thì cho ăn, cười lên là mẹ cho ăn. Nào, không cười à? Đi dậy, dậy ra đây mẹ cho ăn nè, mẹ đổ cho. Nhanh lên, muộn giờ rồi mẹ đi phải đi làm, nhanh lên, cười cái. Nào, ăn không? Ra đây. Quýnh quá, sướng quá, lại nằm. Trời ơi, không. Không, đi ra đây mẹ đổ ra cho ăn này, mẹ bận lắm. Mẹ vội lắm nè. Nào, 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 thịt này.
quá trời thịt này, ra đây mẹ đổ ra cho mẹ cho ăn. Lại gái hả? Trời ơi nhõng nhẽo lắm, không có ai chăm sóc, không có ai hỏi han ngoài mẹ, cho nên là chỉ mong mẹ đến để nhõng nhẽo thôi. Thôi được rồi con ạ. Ủa, sướng quá. Thôi được rồi, mẹ đổ ra cho con ăn nhé. Nào. Đổ ra nào, đổ ra cho em ăn nào em. Nào, ăn đi em. Đấy, hai bịch đây, một bịch. Đấy. Hai hộp này. Ngon quá. Ôi ngon quá mẹ ơi, con ăn đi. À, ngon lắm. Ăn đi con. Ngon quá mẹ ơi, ăn đi con. Ăn đi. Rồi. Ngon quá. Đấy. Đấy, huyết đấy, thịt đấy, có cục cục thịt kia kìa. Ngon lắm. Con ăn con khôn lắm, con biết nhần bỏ thịt ra. Con biết bỏ xương ra, con không có nuốt xương nhỉ. Như cái hai con hoa hậu ớ hậu ở nhà là nó cứ ăn tham, nó háu ăn, nó nuốt cả xương. Chứ con vàng với thằng mực là khôn lắm, chỉ ăn thịt thôi, xương nhần nhả ra, nên không bao giờ sợ hóc. Đấy, sáng nào mẹ cháu đi ăn sáng, mẹ cháu cũng lấy phần về, xin xương về cho vàng nè. Buổi trưa thì được một bữa trưa thôi. Tối là mẹ con về nhà rồi, mẹ con không có lên cơ quan nữa, là một ngày được có một bữa cơm trưa thôi. Buổi sáng thì mẹ con xin được cái gì thì ăn cái đó, hoặc là uống sữa, thế thôi. Ngon quá nhỉ, vừa ăn vừa vẫy đuôi cảm ơn mẹ đi. Ngon quá mẹ ơi, cảm ơn mẹ. Cái này là không sợ kẻ địch mạnh mà chỉ sợ đồng đội ngu. Đấy, hai chị em nhà nó vật nhau, nhưng mà cái thằng đen, thằng lùn kia kìa cứ đi cản chân, cắn chân con nho. Kệ nó vật nhau. Nó đang bất phân thắng bại mà lại còn cứ đi cắn chân nó. Đấy, là cáu nó lại cắn cho. Nho ơi, Nho lại phá gì đấy?